Chào mọi người nhé, hôm nay mình lấy máy tuốt mini lại mẫu model 2021 đi sang thôn nào cho anh Đình ở thôn Nà Mặn, xã Phương Viên, huyện Trợ Đồn, Bắc Cạn. Đây đang lấy ra đồng để làm thực tế luôn nhá. Đang đi theo bờ suối, men theo bờ suối. Đấy, để ra để đỡ phải ôm luôn. Không phải ôm lúa. Bây giờ anh mà ôm lúa từ đây đi thì chắc là hơi mệt. Nên là mình tuốt luôn trên ruộng để lấy thóc về thôi. Ok, mọi người xem mình nhá. Chào người nhá, hôm nay mình lấy máy tuốt lúa mini model 2021 này nhá. Loại máy phụt để sang xã Phương Viên cho anh Đình ở thôn thôn Nà Mặn, xã Phương Viên, huyện Trợ Đồn, Bắc Cạn này. Đang để cho lên xe đẩy ra ruộng này, đỡ phải ôm lúa lên để mình tuốt thực trực tiếp trên ruộng luôn nhá. Đây, bây giờ hiện tại là 7 giờ sáng ngày 8 tháng 6 2021. Đang đang đi ra để tuốt lúa luôn. Đây, đi với anh Đình này. Đó, đây đây đang gặt đây mọi người nha. Không, mình cứ thử đã, cắt này hơi này sợ nó hơi thấp đấy. Đang gặt máy đấy, đang kê chuẩn bị tuốt nha. Đây mình thử luôn nhá. Đây, cái chấu nó ra đây mọi người nhá. Đây, cái chấu nó cơm da này rất sạch luôn. Rơm này được không chú? Rơm này sạch chưa? Sạch chưa? Thóc này sạch chưa? Đây rồi, quay cái thóc xem rồi. Không phải tuốt lại luôn, không phải dùng bằng hòm quà luôn. Mọi người cứ bảo là sợ là thằng này bán máy ra nó không sạch, thóc không sạch, cơm không sạch. Thế là nhiều bác vẫn đắn đo không dám mua. Thế là em cứ đi làm thực tế, cái này mình đi làm thực tế đâu mà, xong là quay lại, xong là đăng lên. Chứ không phải là làm sao mà cắt ghép được, coi là thóc nó không sạch, mình bắt nó sạch được, đúng không? Chẳng nhẽ đi sàng sẩy lại thóc, xong bắt đầu mới đi quay clip thì chết. Đây, cái này không cần phải quạt hòm, quạt lại nữa, đúng không? Thóc mà nó khô tí nữa thì đẹp. Thóc khô tí nữa là cái rơm này nó phụt ra tận cái đầu kia kìa. Cái cửa gió này là khi nào thóc, anh thấy thóc nó bắn ra thì mình mở dần ra nhé. Mở ra để cho nó không hút cái kín nhé. Không kín thì nó sẽ, cái gió nó sẽ yếu đi một chút thì nó không bị bắn thóc ra theo. Mở ra hết được. Ta chưa không yếu, chưa kịp hút. À, cái này thì cháu bảo bởi vì là cái này bọn cháu phải gửi đi nhiều nơi, đi xa thì là phải đặt, nó có một cái miếng gỗ đây này, nó bắt ở đây này. Đây có cái lỗ ốc ở đây nhá, em để chờ lỗ ốc đây này. Đấy, đấy lỗ ốc này,
anh có thể anh lấy cái một miếng gỗ anh bắc vào đây cho nó cao lên một tí, bởi vì khi đúng rồi quá đẹp kìa. Đang tại xã Phước Đông Viên, huyện Chợ Đồn, Bắc Cạn mọi người nhé. Số điện thoại liên hệ bên mình là 0971588456. Bên mình ship hàng toàn quốc. Bây giờ xe nó không có xe chạy ấy, thì mọi người có thể là mọi người gửi theo bên mình sẽ gửi theo đường bưu điện nhé. Đó. Đây, cái thóc bên này thì rất là dài. Thóc ở bên Bắc Cạn thường gặp dài nhưng mà vẫn tốt ok đấy mọi người nhá. Nhưng mọi người đừng để nó ỉu ỉu như này này. Đừng đánh đống vào nó bốc hơi ấy, nó hấp hơi nó ỉu lắm. Mọi người cứ phơi cho nó. Một là tốt tươi, tươi hẳn, hai là nó khô thì nó khô kiểu này này. Đừng có để nó ỉu như này. Cái này ỉu lắm này. Thì thuốc hơi khó một tí. Nhưng mà thóc thì vẫn đảm bảo sạch, thơm sạch. Đấy, các bác rất là ưng luôn. Đây, thóc lép này. Thóc lép nó bắn ra này. Cái lúa này nó hơi ỉu. Mình đi thực tế này thì mình biết là nhiều nơi làm cái phong tục canh tác cũng khác nhau, nên là phải đi thì mới biết. Nói ra mình phỏng vấn anh công khai bác này nhá. Anh thấy cái máy tốt lúa mini này sử dụng như thế nào? Về cái độ cái đầu tiên này đến rơm sạch hay không và sóc sạch hay không ạ? Rơm la sạch, tăng lá sang la, xong là thóc ra, để thóc ra là rất tốt. Vâng. Và sạch rơm. Vâng. Anh là địa chỉ là ở đâu nhỉ? Thôn Nam An, xã Phương Viên, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn. Vâng. Đó, ok anh. Cái này thì vụ sau thì mình làm mình một tập tốt thì tươi hẳn, hai là mình khô thì khô hẳn đi. Mình nó để mình đánh đống này như này nó hấp hơi ấy. Với lại là anh chờ máy đúng không? Hôm qua không sang được nữa, mới đánh đống lại như này để chờ máy. Vâng. Anh xong vâng. Nhưng mà tuốt thì nó vẫn là ok. Nó hơi dai tí nhưng mình cho ăn chậm đi tí, còn bình thường mình cho ăn nhanh lên. Vâng. Vâng, dạ nó bị hấp hơi, nó ỉu. Đấy, cái này là gặt là gặt sát gốc luôn đây này, sát gốc luôn đấy. Đấy. Đây lúa, cây lúa dài nhìn nó ỉu này, cây lúa nó ỉu dài. Đấy, xong cái này cũng rất là đẹp. Cái này phải bao thai cô, không phải bao thai đâu đúng không, đến vụ tới mới dùng bao thai đúng không? Vâng. Đấy. Đây máy gặt đây. Cái này sao anh không lắp cái lồng vào gặt thì nó gọn hơn không? Cái máy này gắt lắp cái lồng vào mình gặt nó gọn hơn. Nãy em tháo ra bỏ non để cắt gốc như này. Không cần đâu. Đấy, thóc sạch, rơm sạch. Các bạn rất là ưng.